Vâng, và xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube của Audio. Mới đây thì nhà em cũng có một chút công việc, đâm ra là cũng không có lên cho các bác liên tục video trong những ngày vừa rồi. Ngày mai thì quay trở lại kênh của nhà em. Em sẽ tiếp tục gửi tới các bác một mẫu sản phẩm mới, một cái thương hiệu mà cũng đã bán là tận em rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì mới có dịp về hàng sau rất nhiều thời gian không có được hàng. Đó là chiếc đầu CD Transport CXC-V2 các bác nhá. Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà nằm trong cái dòng series CX của thương hiệu Cambridge, để phục vụ cho những cái mẫu đầu âm ly thường của nó, như là CXA61 hay CXA81 hay thậm chí là những dòng như là AXR100. Thì đây là một đầu CD riêng, là sản xuất riêng cho Cambridge, và đây là CD Transport. Thì các bác hình dung là gì? Đối với dòng CD Transport ấy, thì các bác thường hay nghe là các cái dòng CD CD thì nó các bác nghe nó rất đơn giản, nó chỉ đơn giản là một cái đầu phát CD thôi, ở trong nó tích hợp cơ đĩa, tích hợp những cái thiết bị giải mã để có thể xuất ra tín hiệu analog. Nhưng mà CD Transport thì không như vậy các bác nhá, nó sẽ chỉ xuất hiện được tín hiệu digital thôi, và muốn giải mã tiếp được tín hiệu digital này, chúng ta sẽ cần một âm ly tích hợp có chip giải mã ở bên trong, ví như là đền âm 800H này, hay là để Cambridge CA61 CA81 này, hoặc là Mahjong NR1002 này, hay là Mahjong PM7000N này. Tất cả sản phẩm đó đều có cái chip giải mã ở bên trong, thì đầu CD này sẽ có thể kết hợp cùng với nó để giải mã tín hiệu từ CD ra và cho một cái chất âm cực kỳ là tuyệt vời các bác nhá. Con này thì với một cái thiết kế khung nhôm hết, với màu là màu xám xám bạc đấy ạ. Có một cái chiều dày là 8,5 cm, ngang là 43 cm và sâu là 31 cm. Đặc biệt là gì? Trên phần của đầu CD CXCV2 có trang bị một cái công nghệ, là công nghệ các bác nhìn này, S3 SER1, S3 Servo. Đây là công nghệ của Cambridge cho phép khả năng tốc độ đĩa cơ cực kỳ hay và chính xác. Đầu CD thì nó không có nhiều chức năng, và phần chủ yếu là phần nút ra đĩa này, nút play, nút stop đĩa bài, có một cái màn hình ở dưới để hiển thị bài hát thôi. Đấy, đơn giản là với một cái chức năng thì nó khá đơn giản. Với con này nặng chỉ khoảng 4,7 kg các bác, nặng 4,7 thôi. Sở hữu cái bộ chuyển đổi tốc độ đơn single speed và cái công nghệ S3 servo độc quyền của hãng ấy, thì nó cải thiện rất là nhiều về cái khả năng phát CD cũng như là khả năng cái tốc độ quay của CD rất là nhiều. Nếu bác nào chơi CD thì đây là một trong những chiếc đầu CD được đánh giá tốt nhất. Các bác nhá, tốt nhất hiện tại bây giờ trong top phân khúc khoảng 15 triệu. Thì con này có giá nên biết tại hãng là 17.666.000, và tại Bờ Audio đang bán cho các bác mức giá vô cùng tốt trên thị trường, em khẳng định luôn, tốt nhất thị trường luôn, là 14.500.000 và hỗ trợ bảo ship toàn quốc đối với sản phẩm này các bác nhá. Đây là sản phẩm em khẳng định với mức giá cực kỳ tốt cho các bác ở thị trường. Thì đối với Cambridge thì họ vẫn có một cái thiết kế cơ bản là cơ bản hình con thuyền, sẽ ở dưới sẽ hơi vát vát ở dưới một chút, và toàn bộ là khung nhôm hết, đâm ra là cái sự chắc chắn ổn định rất là cao. Con này em rất thích ở chỗ là gì, toàn hầu hết là tất cả đều là khung nhôm, rất là cầm rất là chắc chắn, và mình cảm thấy nó yên tâm hơn rất là nhiều. Về màn hình LED của nó thì nó chỉ màn hình LED hai một dòng thôi, và thường đầu CD người ta không có làm màn hình LED màu mè gì nhiều, cơ bản là để cho nó có độ bền cao hơn. Đấy là cái việc đơn giản, chứ người hãng họ thừa khả năng làm những màn hình chất lượng nhưng họ sẽ không làm đâu, họ làm màn hình đơn giản thôi đó. Thì với khả năng như vậy ấy, thì con này sẽ có những cái đường xuất âm như sau. Bây giờ sẽ quay cho bác xem ở phía sau để các bác hình dung là một con CD Transport thì nó sẽ như thế nào so với các CD bình thường. Phụ kiện của nó sẽ có khiển zin này, có những hai viên pin này, có một cái cụm điều khiển của dây điều khiển control board đây. Sẽ để cân lại máy và em sẽ quay lại gần cho bác quan sát luôn. Các bác nhìn này, các bác chờ một chút, sẽ zoom lại gần cho bác. Đây, chúng ta sẽ có là gì, một cái dây nguồn đơn giản rồi, con này chỉ nguồn 230V rồi, và các bác chỉ việc cắm điện là dùng thôi. Và đây chính là cái vấn đề chúng ta quan tâm nhất là vận xuất âm thanh. Nó sẽ có đây là chiếc cổng control board. Cổng này thì là cổng gì? Cổng này để các bác có thể, nếu các bác dùng những thiết bị chung của Cambridge ấy, các bác nối với nhau bằng cái dây tín hiệu của control board này, thì chúng ta chỉ cần dùng một cái điều khiển thôi, sẽ điều khiển cả hai hoặc ba tín hiệu như vậy. Không nhất thiết là phải dùng dùng ba cái khiển hay là hai cái khiển các bác, để việc mà mình sẽ đỡ mất thời gian khi mình mở nhạc nó nhanh hơn và thuận lợi hơn, thì cổng control board có tác dụng là như vậy. Bên cạnh đây các bác nhìn này, chúng ta sẽ có là gì, có một cái đây, hai cái ngõ tín hiệu mà như em đã nói từ đầu, đó chính là hai ngõ tín hiệu của digital out.
Nó coi như là cổng này sẽ xuất ra âm thanh digital và không xuất ra âm thanh analog đối với thiết bị đầu CD CXC V2 này. Và các bác muốn nghe tiếp cái tín hiệu này, các bác buộc phải dùng cái âm ly có tích hợp DAC ở trong. Thì âm ly tích hợp DAC nhà em nhiều lắm, em bán, em thì rất rất sở trường bán các dòng tích hợp DAC. Nó đơn giản như có thể là đèn ông 600NE này, đèn ông 800NE, rồi đèn ông 800H, hay là ma răng NR1200, hay là ma răng PM7000N. Có rất là nhiều các sản phẩm có tích hợp DAC ở bên trong và có cổng quang và cổng đồng trục để các bác có thể kết nối vào, hoặc là các bác có thể kết hợp cái đầu này CD này với một chiếc đầu giải mã nữa, và thông qua đầu giải mã đó có cổng đồng trục và chúng ta lấy tín hiệu từ đầu CD này vào xuất vào trong cái đầu giải mã và xuống âm ly. Đó là một cách để các bác có thể chơi. Và tất nhiên rồi, cái sự cầu kỳ của nó ở đây và mang lại cái sự giải mã tốt nhất cho cái sản phẩm chất lượng âm thanh của đầu CD, cái cơ CD này, công nghệ S3 service độc quyền của hãng này, và khả năng chơi cực kỳ tốt của đầu CD này, độ tĩnh rất là tốt. Do đó các bác khi mà nghe qua một giải mã nữa thì sẽ làm cho cái chất lượng âm thanh lên khả năng chơi tuyệt vời nhất cho các bác. Đấy, thì nói chung là cách sử dụng nó khá là đơn giản thôi, các bác chỉ cần cắm điện thôi và cho CD vào. Chúng ta sẽ thêm một sợi dây đồng trục hoặc là một sợi dây quang, các bác kết nối vào cái chiếc đầu CD hay đầu giải mã, hoặc là kết nối vào một chiếc âm ly tiếp giải mã để sử dụng cái đầu CD transport này, và giải mã cái tín hiệu nhạc số nó xuất ra, các nhá, nó đọc tín hiệu nhạc số. Bởi vì tại sao? Cái CD của chúng ta chính là một thiết bị nhạc số, được ghi về đó, những bản ghi chất lượng cao được ghi vào CD, và cái này CD, cái đầu transport này, CD transport này sẽ đọc cái thiết bị nhạc số đó và xuất ra cái tín hiệu cổng quang và cổng đồng trục kia để qua đầu giải mã, hoặc là qua âm ly tích hợp giải mã để đọc được cái tín hiệu đó các bạn nhé, để tạo ra âm thanh chất lượng nhất. Và dòng CXC được xác định là một đầu CD tốt nhất trong thị trường về phân khúc khoảng tầm 15 triệu. Hiện tại bây giờ gần như nó không có đối thủ về chất lượng âm thanh của đầu CD này tạo ra các bạn nhé. Thì có rất nhiều sản phẩm các bác mua tại nhà em, như là đèn ông 1600NE hay là 2500NE, tất cả nó đều có giải mã hết, các bác chỉ cần cắm vào là dùng thôi. Thay vì chúng ta cắm một cổng analog thì chúng ta cắm một thẳng một cổng quang hoặc cổng đồng trục của nó. Ok, bây giờ thì em sẽ mở nó ra. Cái này có lẽ là phải bóc siêu ra để cho các bác dùng nghe thử cái chất lượng của đầu CD Cambridge CXC V2 các bác nhá. Bây giờ mà bác cùng lắng nghe chất lượng âm thanh đến từ đầu CD Transport CXC V2 này với mức giá vô cùng ưu đãi là 14.500 tại shop, cũng như là bác nào quan tâm thì hãy liên hệ hotline 0964 801 493 để mua hàng các bác nhá. Hành lang tối tăm, về thôi nhé.
trong phòng. Gửi đâu đó một chút tình riêng.